Hồ mua đây, vô đây, vô đây nha. Bán lẻ không? Để con nhỏ nhỏ thôi nè. Còn nó bao nhiêu? Ây rồi cái gì nữa đâu mà lộn. Cặp đôi đi, em với chị đi người nữa này. Rẻ kinh ghế. Giờ đang bả còn câu nữa đó. Ừ. Khoai dưa. Phu phu này nha, có mè. Rất đập hay đang đây hả? Không có, ở bên thị xã Cô lấy cho con này đi. Bạn lấy cho con bự này đi. Cái gì đó? Đúng rồi mày. Mà chia đôi đi, chia đôi em nữa đi. Cái bò anh không hết chứ. Bỏ đều tủ lạnh bỏ vừa vậy. Về nấu chi đây lẩu với chị đây. Nấu dưa hả? Ấm dưa hả? Ừ, chủ nói gì nữa, tịt về chú chót hả con? Có này là có đó không? Quán này là dễ chỉ có, có làm được làm giùm con với cô. Có làm được làm giùm con với. Rồi. Tôi làm mấy bữa nhà nuôi chó mà làm mấy đồ bỏ uổng quá. Thì cái bà mua bán bà nó không nói nữa. Ủa, cái con này to hơn nhỏ hơn con này mà con này nặng hơn này. À đúng rồi, con này to hơn nhé. Vậy em chị cô? Chị
con nhớ một cái cá rửa nãy con bỏ vô luôn đó, có bao đi. Đây 5,5 kg. 5 kg mấy đó chứ? Đâu đâu tới. Thì bán nào phải kêu ngon rồi chứ. Dạ. Chua chua à, dưa cải á. Con xin ạ. Ta thẳng chị. Đi làm gì mấy con, trước là 7 kg không á, 7 kg không chứ mấy con đi làm gì, bận nó xả động cả bị chết hết. Ôi bỏ mấy cái bao dùm mấy chị ơi, câu mua làm câu nữa hả? Dạ trời làm răng cát mua mấy lót, bỏ rửa qua nhúng qua cho nó sạch sạch kia chị. Còn nữa mấy đây? Cũng nhẹ mà. Tức là bốn cái không liên công. Bỏ thêm hai bao nữa. Cắt này trước rồi. Đây. Rồi đây.